Hello tất cả mọi người. Đó, cái thùng chim ở Đà Nẵng bữa nay là coi như là đã về tới đây rồi. Bây giờ em sẽ ra những cái chuồng này ha, ra chuồng lớn luôn cho nó đẹp, nhìn cho nó nói chung là cho nó dễ nhìn ha, nhìn nó ra dáng rồi này nọ ha, cho nó dễ anh em mua, nó dễ lựa chọn ha. Thì chim này em nói trước là chim này là chim Đà Nẵng. Và cái thứ hai nữa là chim này thì tất cả những cái dòng chim này dạng như là chim hàng hàng lựa nước đầu đó, giá là 600k, bao to dài đẹp. Bây giờ em sẽ bắt đầu em ra, thì đâu đó nó khoảng chừng chục bé chứ không có nhiều ha. Đó, em sẽ ra rồi em sẽ review tổng thể lại cho mấy anh xem ha. Rồi em ra như vậy coi như là tổng cộng được 11 bé chào mào. Chim này là gốc Phước Sơn Quảng Nam, thì thằng em là ở bên Phước Sơn Quảng Nam, nhưng mà ổng đi lấy chim là ở lấy chim ở bên Đà Nẵng, mà em cũng không hiểu là cái vùng nào đó. Nhưng mà phải nói là chim bữa nay là có được 11 bé, chắc nó bo thêm cho em một bé hay sao á. Bữa nay coi như là mẫu lân tê dài cao rất là đẹp luôn. Có một bé có bông nữa, đây là bé số 10 này, có bông bông hai bên mắt, hai bên cái viền mắt ha. Đó, mỏng lân tê và nó là rất là đẹp. Bé này giá là 900k nha. Bé này nó có đánh dấu cho em rồi, nó có rút cái dây chanh làm dấu lại. Ủa, một lần tê và nó là rất là đẹp luôn. Đây nè mọi người, đây trước tiên là cái dòng này là nó nói chung là nó nhiều tiền hơn, nhiều tiền nhất trong cái bầy 11 bé này, cho nên là em review trước ha. Đó, lần tê phải nói là rất là đẹp luôn, mẫu phải nói là to dài. Chim này là thằng em nó nói là nó lấy ở ngoài Đà Nẵng, còn thằng em trai nó ở Phước Sơn Quảng Nam. Thì nói chung là nó nói sao em nghe vậy thì em cũng thưa lại với mấy anh như vậy thôi ha. Đó, xe Đà Nẵng thì bữa nay cũng có một số các cái xe người ta đổ về bến xe An Sương, do là biết sao cái nguồn khách ở Sài Gòn thì lúc nào nó cũng nhiều hơn là ở bến xe mới miền Đông ha. Rồi bên này là số 1 nè, tất cả những cái dòng này đều đồng giá là 600k nha mọi người nha. 11 bé đều đồng giá là 600k, chỉ có một cái bé số 10 là nó bông hai bên mắt là giá là 900k thôi. Ở đây là số 2 nè, mẫu phải nói là rất là tuyệt vời nha, mẫu rất là to dài đó, chuối ngày hôm qua hôm kia gì chưa thay được nữa. Rồi bên này là số 3 nè, số 3 tục nhiều ha, rất là to đó. Đây là số 3 nha. Rồi bên này là số 4, số 4 này cũng rất là to, gốc mồng dày. Đây, số 4 nè, tất cả những cái dòng chim này anh em luôn nhắc tất cả mọi người là xem những cái clip mới nhất giúp em. Do là các anh biết sao, ngày hôm qua chuồng số 1, số 2, số 3, số 4 nó đều là chim giá là 1 triệu 2. Còn bữa nay chim này á là hàng lựa nha, hàng lựa đặc biệt cho nên giá nó chỉ có 600k thôi, nó không phải là chim bảy đấu, cho nên cái giá nó rẻ, phải nói là rẻ một nửa so với chim bảy đấu ha. Đây là số 5, mẫu thì rất là to, bạo hành coi như là mắt móng mỏ tay chân cho tất cả mọi người ha. Rồi bên này là số 6 nè, số 6 đang lên cái lông mồng phải nói là rất là nhiều, tướng phải nói là dài dài cỡ gang tay á. Đây nè, chim vừa mới ra luôn, dính lông miết cái tùm lum tà la ở ngay mỏ. Đây là số 6 nha, khát nước khát nước, trời ơi rất là to dài ha. Đó là chuồng số 6. Đây đây là chuồng số 7, chuồng số 7 và chuồng số 6 thì nó cũng tương đối, nó giống giống nhau, nó đang lên cái lông mồng ha, nhưng mà góc mồng thì rất là to đó. Tất cả những cái dòng chim này em bảo hành cho các anh là coi như là mắt móng mỏ tay chân đầy đủ hết nha mọi người nha. Rồi bên này là số 8 nè, số 8 này mồng rất là cùi ha, lên nhẹ đó. Đây số 8 nha, qua bên này là số 9 nè, đó số 9 nè, wow nó lên rồi, wow lân mà coi như là còn hơn con tê giác nữa mọi người à. Rồi đó, à quên, xin lỗi, số 10 là hồi nãy em có review đầu clip rồi ha, bây giờ review số 11 nè. Đó, tổng cộng là 11 bé nha mọi người nha. Đó, đồng giá là 600k. Sáng có 7 bé thì cũng có hai ba anh trai hốt rồi. Còn bữa nay là mới vừa về tức thì vừa cập bến luôn, cho nên là đăng cái clip lên cho nó nóng cho mấy anh chọn ha, về gọt giũa mài các kiểu con đà điểu luôn. Đó, thì bữa nay là coi như là 11 bé chào mào Phước Sơn Quảng Nam nha mọi người nha. Wow, cái bé số 5 nè, giờ coi lại mới thấy nó đẹp nè, nó lăn tê như con dê luôn nè, trời ơi coi
gốc mồng rất là dài to, lân tê rất là đẹp đó. Nó ra mình đi xa xa ra cái nó ra hình liền mọi người đó. Thì bữa nay coi như là tổng cộng chỉ có 11 bé thôi nha, chỉ có mỗi một cái bé số 10 đó. Bé số 10 là hai bên viền mắt nó có bông nha, cho nên giá nó là 900k, còn toàn bộ từ 1 tới 11 đều đồng giá là 600k đó. Anh em nào ở tỉnh thì nhớ vui lòng chuyển khoản giúp em ha. Ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì em sẽ ship COD cho mấy anh đó. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo vào ngày mai nhé.